Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát và mình là Hoàng Mạnh đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi đây để nói chuyện về một cái chủ đề mà xưa như trái đất nhưng mà lúc nào cũng đáng bàn. Đó là vấn đề chúng ta có nên sử dụng win bản quyền và tại sao lại sử dụng win bản quyền mà không dùng bản crack. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu bàn luận thôi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm lại một số cái tiện ích có thể là ưu điểm khi mà chúng ta sử dụng win bản quyền và không sử dụng win bản quyền. Thật ra thì là nó có hơi khập khiễng bởi vì một cái mất tiền thì một cái được miễn phí thì nó sẽ khác nhau đúng không ạ? Và khi chúng ta sử dụng win bản quyền thì chúng ta sẽ được cái đầu tiên, đó chính là sự ổn định và bảo mật của hệ thống. Cái việc này đến từ cái việc mà chúng ta hay sử dụng cái bản Windows lậu, Windows crack thì nó sẽ bị một cái đó là chúng ta sẽ được miễn phí. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không có cái gì là miễn phí cả. Khi những cái người mà họ tạo nên cái bản Windows crack thì họ có thể đã đưa vào trong đó những cái mục đích riêng của họ, ví dụ đó là phần mềm gián điệp, những cái phần mềm có hại cho hệ thống hoặc là virus thì nó có thể tấn công vào máy tính của chúng ta và gây cho chúng ta những cái thiệt hại mà chúng ta không biết tới. Và đó là cái điểm đầu tiên về sự ổn định và bảo mật của Windows. Nếu như các bạn sử dụng win bản quyền thì tất nhiên là các bạn sẽ không phải tải một cái bản crack này về, và tất nhiên là các bạn không tải thêm cả virus về rồi. Thứ hai đó chính là trong Windows thì họ có tích hợp những cái phần mềm sẵn, những phần mềm bảo vệ cho các bạn, ví dụ như là tường lửa này, phần mềm diệt virus hay là những cái phần mềm diệt web, có những cái tính năng khiến bạn có thể kiểm tra được xem là các bạn đang sử dụng những cái phần mềm nào, và đó là những cái tiện ích mà khi có win bản quyền nó sẽ mang lại cho các bạn so với bản crack. Và tất nhiên thì những cái tính năng này sẽ được update và cập nhật thường xuyên, bởi vì vậy nên là bạn sẽ không sợ rằng bạn cài win từ năm 2015 mà đến năm 2018 thì các chủng virus nó đã phát triển hơn và bạn sợ rằng máy tính của bạn sẽ không được bảo vệ một cách an toàn. Nhưng mà bạn không lo, bởi vì là Windows thì thường thường có những cái bản update, và trong những cái bản update đó thì họ sẽ cập nhật cho các bạn những cái tính năng bảo vệ ở đó. Tất nhiên là những cái tính năng khác cũng được cập nhật. Và hơn nữa ấy, thì khi mà bạn sử dụng Win bản quyền thì các bạn sẽ được một cái là máy sẽ ổn định và mượt mà hơn, bởi vì bạn sẽ không phải dùng phần mềm lậu rồi là hệ điều hành lậu. Vì vậy nên là bạn sẽ không sợ bị lỗi, và thật ra là nếu như có lỗi thì các bạn cũng sẽ được hỗ trợ một cách chính thức từ ba nhà. Thứ nhất đó chính là nhà bán hàng, đó là An Phát của chúng tôi. Khi mà các bạn mua máy An Phát thì các bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ, hoặc là các bạn mua máy của hãng nào thì các bạn sẽ được hãng đấy hỗ trợ. Và đặc biệt và cuối cùng đó chính là Microsoft. Nếu có vấn đề gì bạn có thể gọi ngay hotline của Microsoft được tư vấn. Và tất nhiên là những cái hotline này nó sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Việt nên các bạn không phải lo đâu nha. Và điều tiếp theo trong cái ý là máy tính của bạn sẽ được ổn định và mượt mà. Ngoài ra thì nó sẽ được bảo mật. Thì về cái việc bảo mật này, các bạn sẽ được bảo mật dữ liệu và giữ an toàn dữ liệu của mình. Nó sẽ như thế nào? Dữ liệu thì đầu tiên, mức sơ đẳng nhất đó chính là những cái game của các bạn, rồi là những bộ phim của các bạn tải về máy. Nếu như các bạn bị một cái lý do gì đó, bị virus tấn công mất hết những dữ liệu này, thì các bạn cũng có thể không lo lắm và đi cài lại Win hoặc là cài lại hệ thống khác. Thì cũng không sao đúng không ạ? Tuy nhiên là các bạn sẽ mất thời gian thôi. Còn ở cái mức cao hơn đó là những cái phim ảnh của các bạn lưu làm kỷ niệm, ví dụ như là ảnh người yêu cũ, ảnh bạn bè hồi cấp 3, cấp 2, hoặc là ảnh với người thân của mình. Khi mà các bạn bị mất thì các bạn sẽ cảm thấy là khá là buồn đúng không ạ? Và một điều nữa cao hơn đó chính là những cái tài liệu về công việc cũng như là riêng tư của các bạn, ví dụ như là tài liệu về học tập hay là tài liệu khi mà các bạn có một cuộc họp gấp mà nó lại bị virus tấn công thì coi như các bạn mất. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của các bạn, đó là thời gian và cả tiền bạc nữa. Nghe đến đây thì có vẻ nguy hiểm, nhưng cao hơn là một cái kiểu tấn công vào những cái tài khoản cá nhân, ví dụ như là mạng xã hội, YouTube, Facebook hay là Instagram. Instagram thì không chạy trên máy tính nhỉ. Hoặc là những cái tài khoản ngân hàng hoặc là những cái tài khoản khác. Thì khi mà các bạn bị tấn công vào tài khoản này thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp rắc rối liên quan đến nhiều thứ, và đặc biệt đó là tiền của các bạn sẽ bị mất. Và đó là một số cái rủi ro mà nếu như bạn sử dụng Win bản quyền thì có thể bạn sẽ không phải gặp rắc rối, bởi vì nó sẽ được tích hợp hệ thống bảo vệ rất là tốt. Và nếu như có vấn đề gì đó thì bạn đều được hỗ trợ. Ok, và nếu như các bạn muốn được sở hữu một bản Win bản quyền và hưởng những tiện ích của nó mang lại thì các bạn sẽ phải bỏ ra những cái gì? Thứ nhất là tiền, và chỉ có tiền thôi. Thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 2 triệu rưỡi cho một cái bản Windows bản quyền ở An Phát đây, chúng mình đang bán. Và cái số tiền này đối với nhiều người thì nó không phải là số tiền nhỏ có thể bỏ ra luôn được.
Bởi vì là chúng ta đã quen dùng miễn phí rồi nên là bỏ một số tiền khoảng 2 triệu rưỡi chỉ để cài Win bản quyền thì nó cũng hơi phí. Tuy nhiên thì các bạn hãy xem lại xem, nếu như các bạn dùng bản crack các bạn phải đi cài Win dạo. Đối với những người mà không biết cài Win nhá, bởi vì là những cái anh em mà xem cái clip này thì có thể là mọi người sẽ biết cài Win rồi và có thể tự cài cho mình. Tuy nhiên thì đấy là một phần số ít thôi, còn đại đa số những người dùng khoảng tầm 90% thì các bạn, nhất là các bạn nữ thì sẽ khó mà biết có thể tự cài Win được. Vì vậy nên là sẽ rất khó khăn và chúng ta sẽ phải đi nhờ cũng như là đi thuê. Và chúng ta sẽ sử dụng một chiếc laptop hoặc là máy tính trong khoảng là 4 đến 5 năm. Các bạn thử tính ra là mỗi năm cài Win khoảng 2 lần và chúng ta sẽ bỏ ra 4-5 năm như thế khoảng là 10 lần đi, thì chúng ta sẽ mất tiền thời gian chúng ta đi cài Win này, mất cái công việc mà chúng ta đang tiếp tục thực hiện và thêm nữa là chúng ta mất tiền. Nói chung là rất là phiền phức. Và trong 4-5 năm đó thì với người sử dụng Win bản quyền thì họ chỉ cần nâng cấp qua những đợt cập nhật hoặc là có vấn đề gì họ có thể gọi hỗ trợ, thế là mọi chuyện đã được giải quyết. Có phải là đơn giản hơn đúng không ạ? Tính ra thì cái tiền mà chúng ta bỏ ra để đi cài Win với tiền là mua Win bản quyền thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều đúng không ạ? Và một điều nữa là con số 2 triệu rưỡi thì nghe có vẻ là hơi đáng sợ. Tuy nhiên nếu như các bạn mà mua laptop và đã tích hợp sẵn Win bản quyền thì giá của nó chênh lệch với cái bản mà không có Win bản quyền chỉ là khoảng 500 nghìn thôi. Nó cũng không phải là con số lớn mà chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra nếu chúng ta mua laptop và đã được tích hợp sẵn Win bản quyền rồi đúng không ạ? Và hiện tại thì ở Alphard đã có chương trình là mua Windows bản quyền thì các bạn sẽ được giảm giá 50% bộ Office. Và đây có lẽ là một phần mềm quan trọng, có lẽ là nhất nhì ở trong cái máy tính của bạn. Bởi vì các bạn kiểu gì sẽ phải làm việc cần Word này, cần Excel này. Vì vậy nên là mình nghĩ nếu mà mua mà được giảm giá 50% thì có lẽ là chúng ta sẽ yên tâm hơn đúng không ạ? Và điều cuối cùng mà mình đưa ra đó chính là chúng ta sử dụng Windows lậu thì đó là sử dụng thành quả của lao động trí óc một cách bất hợp pháp. Và điều này thì chúng ta sẽ vô tình giết chết những công ty công nghệ mà sáng tạo ra nó. Chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua những code game của CSGO, của Battleground hay là của Far Cry hay là nhiều cái game khác mà chúng ta có thể bỏ tiền ra mua được. Vậy thì tại sao chúng ta lại không bỏ tiền ra để có thể sử dụng Windows bản quyền một cách hợp pháp và chúng ta có thể có được những tiện ích của nó? Ngoài ra thì chúng ta có thể giúp đỡ những cái công ty công nghệ có thể làm việc tốt hơn và sáng tạo ra những cái nội dung khiến cuộc sống ra tốt hơn đúng không ạ? Đó là một cái điều cuối cùng mà mình muốn nhắc đến cho các bạn. Và lựa chọn thì vẫn là ở các bạn thôi. Vì vậy nên là video này mình đưa ra những cái lý do đó. Không biết là các bạn nghĩ thế nào, hãy comment cho chúng mình biết. Còn bây giờ thì video xin kết thúc. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.